Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của Vũ Lít Food. Hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với series 100k ăn sập cửa hàng tiện lợi. Và mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay đó chính là cửa hàng tiện lợi Mini Stop nha mọi người. Để xem là với 100k chúng ta có thể mua được những gì ở Mini Stop. Rút kinh nghiệm, mọi người bảo là đặt cái đĩa để đồ ăn, cho nên là hôm nay mình sẽ để cái đĩa ở đây nha. Một combo 2 chai nước tăng lực, combo 2 chân gà ớt xanh, 1 phần gà nướng tôm yum, thêm 1 phần chè bưởi, chúng ta có thêm 1 phần sushi đấy nhá. Và cuối cùng chúng ta có một cây xúc xích sông khói. Chỗ này thì mình được dụng cụ ăn uống khá đầy đủ. Bill đấy nha mọi người. Theo như mọi người thấy là 100k dành cho cái đống này thì là đắt hay rẻ? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhá. Các bạn ơi, sao cái gà này mình thấy nó cứ sống sống kiểu gì ấy? Mọi người có thấy nó sống không? Nhìn ở ngoài thấy nó sống mà sao để lên trên cam nhìn nó chín vậy? Mình sẽ trải nghiệm thử cái món gà nướng này đầu tiên nha. Gà nướng tôm zoom 18k. Thế mà hôm bữa mình ăn cái gà nướng lá chanh ở bên kia ngon lắm. Hy vọng là cái gà nướng tôm zoom bên đây cũng sẽ ngon như gà nướng lá chanh ở bên kia. Mời các bạn nha. Nó vẫn có vị lá chanh các bạn. Cũng ngon. Hơi mắc. Mình ăn thì thấy nó cay các bạn ạ. Và có thêm vị của lá chanh nữa. Nhưng mà cá nhân của mình thì mình cảm nhận là nó không có vị tôm zoom. Thịt gà thì khá là mềm nhá. Và mình thì khá thích ăn thịt gà mềm. Nó không có bị bở hay là không bị dai quá. Ăn thì cũng được tầm 8 trên 10. Tiếp theo chúng ta sẽ lại cùng nhau trải nghiệm với cây xúc xích này nha mọi người nhá. 11k cho cây xúc xích này. Nó đắt hơn cây xúc xích ở ngoài Xiên Bẩn một chút xíu các bạn ạ. Nhưng mà cái cây xúc xích ở Xiên Bẩn này nhìn nó to hơn. Tất nhiên rồi, bởi vì là mấy cửa hàng tiện lợi thì nó phải tốn tiền thuê mặt bằng đấy. Cho nên là nó sẽ hơi đắt hơn một chút xíu. Mời mọi người nha. Mình ăn xúc xích này chuẩn vị sông khoái đấy các bạn. Nó không có bị mặn quá. Như bình thường đồ sông khoái nó phải mặn đúng không? Nhưng mà mình ăn thấy nó rất là vừa. Ngon nhất trong số những cây xúc xích mà mình mua ở các cửa hàng tiện lợi từ đầu đến giờ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ăn cái sushi nhá. Phần này là 38k, bao gồm là 6 miếng. Đầu tiên là chúng ta sẽ tới với sushi rong biển. Ngon. Hơi tiếc một chút xíu là mình thấy cái sushi này nó khá là mắc, nhưng mà không có nước tương cũng như là không có wasabi luôn. Thanh cua nha các bạn. Khá là ngon. Sushi tôm. Nó có phô mai gì á, ăn lạ lắm. Này như là thanh cua trộn với phô mai hay sao ấy. Vị khá là lạ nhưng nó ngọt lắm. Cái gì thế này? Sushi xúc xích ăn liền. Không ngon. Cái này nó là cái gì mình không biết. Bạn nào biết thì comment bên dưới cho mình biết với nhá. Cái này một điểm. Nó như kiểu là hành tây sống ấy các bạn. Với cả là bí đổ á. Trời ơi, dở dã man luôn. Ăn mà chảy cái nước mắt luôn ạ. Uống miếng nước để thanh tẩy các bạn ơi. Nước tăng lực vị kiwi. Nước ngọt uống không có đá, khó uống quá. Tiếp theo sẽ là chân gà ớt xanh nha các bạn. Cái này mua một cái cũng 12.000. Mua hai cái cũng 12.000. Cho nên là mình mua hai cái. Ai da. Cái chân gà này không rút xương rồi các bạn ạ.
Chân gà ăn bình thường không có ngon, nó không có ngon mà cái chân gà rút xương ấy các bạn, với một phần là phải nhằn xương hơn nữa cho nên mình không thích lắm. Rồi cuối cùng sẽ là chè bưởi 10.000 đấy các bạn, nhìn là thấy ngon rồi. Đã. Ở trên nó như là cái nước cốt dừa hay sao á. Mình ăn mình thấy khá là giống với lại mấy cái bịch chè mà mấy cô hàng rong hay đẩy ngoài đường ấy. Nói chung là mấy cái bịch đấy thì tầm 5.000 thôi, còn đây thì 10.000, đắt gấp đôi. Không sao, chúng ta có thể bỏ qua được, bởi vì là chỗ này họ tốn tiền thuê mặt bằng mà. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Goodbye!